Và đây là dồi. Dồi heo hay là dồi sả. Món này mình sẽ ăn cùng với lại cháo lòng. Hoặc là mình cũng có thể ăn không như vậy cũng được luôn, rất ngon. Đây, dồi sả nè. Để làm món ăn này, mình sẽ cần có củ hành tím khoảng 40g, sả là khoảng 90g. Rồi mình sẽ có mỡ heo. Mỡ heo ở đây là khoảng 200g. Nếu như mà mình thích ăn mỡ nhiều hơn thì mình cho nhiều hơn. Và thịt thì 1,3 kg. Và mình sẽ cần có hoặc là rau răm, hoặc là cái rau này, tức là rau quế đó, rau quế, húng quế. Rồi những cái gia vị nêm. Sau khi rửa sạch, mình sẽ dùng khăn giấy lau cho thật khô. Mình lau khô như vậy thì chút nữa sau khi mà mình nhồi vô thì mình cắt ra, cái thịt nó sẽ có độ kết dính. Và thịt mình sẽ chọn cái thịt nào có vừa có một chút xíu nạc, một chút xíu mỡ. Tốt nhất là nạc vai hoặc là thịt đùi cũng được. Thịt nào mà như thế này nè, nạc dăm cũng được nữa. Và mình khuyên nhắc lại là nhớ mình sẽ phải lau cho thật là khô. Để xay thịt mình sẽ chọn cái kích cỡ là 8mm. Và nếu như mà mình không có máy xay giống mình khuyên thì cũng có thể mình đi chợ, mình nhờ người ta xay. Máy này mình xay rất là sướng, bởi vì là mình cắt thịt to, thật là to luôn, rồi sau đó mình bỏ vô mình xay thôi. Hôm trước mình khuyên cũng chia sẻ rất là nhiều lần trong món bò viên, rồi món lạp xưởng, mình xay bằng cái máy xay này. Và máy xay này nó cũng có một cái đầu để mà mình nhồi lạp xưởng hoặc là mình nhồi cái dồi này luôn. Trong trường hợp mà anh chị em và các bạn không có thì mình sẽ dùng cái đầu nhồi mà hôm trước mình khuyên chia sẻ trong món lạp xưởng từ thịt heo đó. Rồi bây giờ mình sẽ xay thịt nha. Trong vòng 1 phút thì máy này nó sẽ xay 3,5 kg thịt, do đó rất là nhanh, chỉ một chút xíu thôi. Mình xay vài chục giây thì được cái này. Tiếp theo thì cái phần mỡ mình cũng xay giống như là thịt nạc luôn nha. Sau đó thì mình sẽ đổi cái đầu xay. Mình sẽ lấy cái thật là nhỏ luôn, nó là khoảng 3mm. Mình sẽ xay sả cũng như là hành. Và nếu như mà mình ăn được cay thì sẽ xay ớt. Đây là cái đầu 3mm. Mình lắp vô. Và như vậy là xong luôn. 1 tablespoon vuông bột nêm gà. Cái tablespoon là cái muỗng ăn canh này nè. 1 tablespoon gạt ngang đường. 1/2 tablespoon muối. Sau đó thì mình sẽ cho tiêu. Và tiêu thường là có thể là tiêu hơi giải dập hoặc là tiêu hạt luôn trong món này. Cho thật là nhiều tiêu. Nếu như nhà mình có tỏi phi thì mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng canh tỏi phi hoặc là 1 teaspoon. Nếu như mình không có tỏi phi thì mình sẽ làm tỏi phi, tức là mình cho cái tỏi vào trong dầu, dầu sôi đó, mình làm thành ra tỏi phi. Và trong cái món này mình sẽ cho một chút xíu ớt cay vào nó mới ngon. À, nhưng mà nhà mình là có con nít, thỉnh thử ra mình không có cho ớt cay được. Mà nếu cho ớt thường thì mình không có cho luôn. Do đó anh chị em và các bạn sẽ tự cho ớt cho mình nha. Phải có ớt thì nó mới ngon. Và toàn bộ mình sẽ trộn lại. Hoặc là mang bao tay, mình sẽ nhồi cho nó trộn lại. Mới này thật ra là mình phải cần cho một chút xíu bột ngọt nữa, nó mới ngon. Và mình cho vào 1/3 teaspoon bột ngọt. Và nhớ là cho nhiều nhiều cái phần tỏi. Nếu như mình ăn được cái phần tỏi phi,
Nếu như mình ăn được cái phần tỏi mà tỏi sống đó, thì mình cho phần tỏi sống luôn thì nó lại càng ngon. Nhưng mà mình khuyên cho tỏi phi, bởi vì là cái tỏi sống mình ăn mình thấy nó có cái mùi nặng quá. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ nhồi cho thật là kỹ. Là sau khi mình nhồi cho kỹ xong thì mình sẽ lấy một chút xíu mình cho vào lò vi sóng microwave, mình thử xem có vừa không. Nếu mà chưa vừa thì mình sẽ nêm lại theo khẩu vị của mình. Cái món này là cũng có thể cho một chút xíu nước mắm được luôn đó. Và nếu như trong trường hợp mình cho nước mắm thì bớt cái lượng muối lại. Và để làm cho cái này không bị khô thì mình sẽ phải cho nhiều mỡ hơn. Nhưng mà vì là mình khuyên không có muốn ăn mỡ nhiều, do vậy mà cho như thế này. Cho nhiều mỡ hơn thì nó mới không khô, còn như vậy là nó sẽ hơi khô một chút xíu đó. Phần rau húng quế mình sẽ cắt thật là nhỏ, nhuyễn thật là nhuyễn luôn. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng rau răm được luôn nha. Món này ngày xưa mình thấy là má làm có cho thêm cái phần đậu xanh, rồi cho thêm huyết, đó là cái dời huyết đó, cái dời miền Nam đó. Nhưng mà mình ở đây mình không có cho, do vậy mà mình làm dời xả, do là mình không có huyết. Nếu mà mình làm được cái dời huyết ăn rất là ngon. Và ăn cái dời này nè là thường thường là có nhiều mỡ, có nhiều mỡ thì nó mới béo và nó không có bị khô. Do vậy nếu anh chị em và các bạn nào mình ăn được nhiều mỡ, mình nhớ là cho nhiều mỡ nha. Và tiếp tục mình sẽ cắt cho cái phần lá húng quế này thật là nhuyễn luôn, để chút mình trộn vô đó. Hoặc là cũng có thể sử dụng rau răm được luôn, hoặc là cũng có khi người ta sử dụng cái lá chanh cũng cắt thật nhỏ. Mỗi lần mình làm là một lần cực, do vậy mà mình sẽ phải làm nhiều để mà mình để dành ở trong đông đá đó. Để dành như thế nào, tức là sau khi mình chiên xong mình cho vào đông đá, hoặc là cũng có thể mình làm xong rồi mình để tươi mình cho vào đông đá cũng được, nhưng mà thường là nên chiên xong rồi cho vào đông đá nha. Bây giờ mình sẽ thấy nó có một cái độ kích dính, nó dính như vậy nè, là chút nữa mình nhồi vào nó không có rã ra, khi mà chín mình cắt nó không có rã. Có thể cho thêm màu hoặc là cho thêm cái này là dầu màu điều. Rồi và mình trộn lại cho đều nha. Và đây là cái phần ruột heo. Nếu anh chị em và các bạn nào mình ở Đức thì mình sẽ mua Schweinedom. Mình khuyên mua cái này về làm lạp xưởng nè. Rồi sau đó dư thì mình làm dồi. Để cho cái phần ruột nó thơm, nó không có bị mùi hôi. Rượu mai quế lộ mình cho vô 2 muỗng canh để cho cái ruột nó không có bị hôi. Và nếu như anh chị em và các bạn ở Mỹ, mình sẽ mua là casings. Cái casing này là ở trong cái Amazon người ta cũng có bán luôn đó. Hôm trước mình khuyên cũng đã chia sẻ cái link mua rồi. Và cái casing này hoặc là cái casing mà dạng như nhân tạo đó, tức là người ta gọi là cái gì ta, không có phải tự nhiên như cái này, là nhân tạo, là cái vỏ collagen, đúng rồi. Mình sẽ sử dụng cái đó, còn không thì mình mua cái này. Và khi mua thì mình sẽ mua kích cỡ là 25, 28 hay là 26, 28. Mình hỏi người ta cái bán cho mình cái loại mà làm xúc xích mà Brussels, tức là cái này nè. Brussels là mình làm mình nhồi nó to, bởi vì nó vừa với lại cái máy của mình, hơn nữa là cái dồi nó to nó mới ngon. Và nếu như mà ở những nơi mà mình có ruột heo thì anh chị em và các bạn sẽ mua về, sau đó mình cho vào cái vòi nước, cái mình cho nước nó chảy đó, cái ngược lộn ngược ra, sau đó mình chà rửa cho thật là sạch, rồi mình cạo rửa thật là sạch muối, giấm, rượu, và sau đó thì mình được cái ruột như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ ngâm cái này trong vòng khoảng 15 cho đến 20 phút cho cái rượu nó khử cái mùi đó, đồng thời cái ruột nó thơm. Mình sẽ nhớ là bôi dầu ở đây nha, bôi vô đây để cho nó trơn á, mà đẩy nó mới chảy vô được. Sau đó thì sẽ cho nó vô là rồi, cái mình nhớ mình để vô chính giữa, nếu không là mình không có biết cách là mình đẩy không có vô. Và cái ruột mình cũng nhớ là mình sẽ mua cái ruột nào nó là 25, 28. Nếu mình mua cái ruột nhỏ quá mà làm cũng không được nữa. Trong trường hợp mình muốn làm cái ruột to thì mình ra mình mua, mình nói người ta cái số to lên. Còn cái này là cái ruột để mà làm cái xúc xích đó, Bratwurst,
mà nói với người ta Bratwurst thì người ta sẽ bán nha. Rồi cứ đẩy với như thế này, đẩy cho thẳng nha, thẳng thì nó mới vô được. Và tiếp tục. Rồi sau khi mà mình bỏ vô xong, mình nhớ chừa một đoạn như vậy nha. Và lưu ý là không cột. Và cái này rất là chú ý nữa, đó là khi mà mình bỏ thịt vô máy thì mình nhớ là mình bỏ liên tục để nó không có tạo những cái chỗ trống. Chỗ trống là nó sẽ phù cái ruột ra. Rồi bây giờ mình sẽ làm nè. Bỏ vô đâu con? Cái này làm hai người, một người bật máy cho thịt vô, còn một người phải đứng giữ. Rồi bây giờ cho máy chạy. Lên lấy cho mày cái tâm đi. Bởi vì là một chút xíu sau khi mình làm xong thì mình cũng phải xăm, hoặc là trong lúc luộc mình cũng phải xăm, bởi vì là nếu không là nó dễ bể lắm. Ra một chút nữa để anh chị em và các bạn có thể nhìn thấy nha. Và như vậy là được rồi nè. Mình sẽ dồn lại để mình chừa chỗ cục dây, cột cái gút đầu lại đó. Cái giò thì thường là cái nó sẽ to hơn là cái lạp xưởng nhiều lắm. Cái này là cái kích cỡ của lạp xưởng, thì lạp xưởng đó mình sẽ kéo ra, còn cái giò thì mình sẽ đôn thịt cho nó chặt lại để cho nó to. Và bây giờ mình nhìn vào đây, mình được như thế này nè, dài rồi nè. Là mình cứ tiếp tục làm giống vậy nha. Nhưng mà bây giờ là trước khi mà mình luộc á, mình nhớ là mình sẽ xăm. Rồi đẩy cái này lại cho chặt, cho cái dồi nó to lên. Thì sau đó cũng giống như cái đầu bên kia, mình cột lại. Thì sau đó thì tùy theo mình thích cái dồi ngắn hay là dồi dài, thì mình sẽ làm cho nó ngắn hoặc dài, bằng cách là mình quấn á. Quấn giống như là mình làm đập xưởng, 15cm hoặc là 10cm tùy thích nha. Xoay vậy nè, khi mình xoay là nó sẽ thành một cái. Rồi nè, và tiếp tục với những cái còn lại nha. Và mình sẽ tiếp tục để làm cho hết luôn cái phần này. Và nhớ là sau khi mình làm xong là phải là xong, bởi vì không là nó nổ nha. Như vậy, xong nè. Hoặc là cái kim cũng được nữa, cái gì mà nhọn nhọn đó, để cho lúc mình luộc nó không có bị bung. Thì mình sẽ lấy dây mình cột vào chính giữa ngay cái chỗ hai cái này nè, mình cột lại nha, rút lại. Chứ không là chút mình luộc mà mình không cột là nó bung ra luôn, nó thành một cái. Rồi lần lượt mình sẽ cột những cái còn lại tiếp tục cho hết. Khi nước sôi mình sẽ cho dồi vô luộc. Cũng có thể là chế nước cho nó ngập ra một chút nữa. Và trong nước này mình nên cho một chút xíu muối, khoảng một muỗng canh với 2 lít nước. Nếu như mà mình thích rượu mai quế lộ đó, mình có thể cho một chút nữa cho cái ruột này nó không có bị hôi. Như là sẽ cho nó ngập ở trong nước, có thể cho thêm nước, hoặc là thỉnh thoảng mình sẽ trở ở đây nè, khi mà chín là nó căng ra như thế này. Mình nhìn vào trong đây xem nó có những cái lỗ to không. Nếu mà có cái lỗ to, mình dùng cái cây tăm đó mình chăm nó vô, để không thôi nó bể. Thỉnh thoảng mình trở, mình đảo vị trí. Bây giờ mình sẽ đổ ra và rửa qua cho nó sạch. Mình rửa nước nguội đó. Có thể nướng hoặc là chiên. Bây giờ mình sẽ chiên, bởi vì nó khô lắm nếu mình nướng. Như vậy chiên là ngon nhất. Mình sẽ cho dầu vào chảo và chiên ngập dầu luôn. Và chiên từ từ cho đến khi vàng nha.
giận quá, bây giờ nó thơm ơi là thơm luôn đó. Ở bên ngoài nó thơm lắm luôn đó. Mình sẽ chiên bao nhiêu đây thôi, còn bao nhiêu thì mình chừa lại, mình để dành khi nào mà mình cần ăn đó, thì từ trong tủ đông đá mình lấy ra và mình chiên giống như vậy luôn. Cái này cũng giống như là xúc xích vậy đó, chiên rất nhanh, trong vòng khoảng vài phút là nó vàng lên rồi nè. Vậy là được. Khi mà vàng rồi mình vớt ra nha, và nhớ là chiên lửa lớn để cho nó nhanh vàng, không thôi là nó sẽ dễ bị khô. Đây được rồi, mình sẽ vớt ra. Ngon ghê chưa? Màu nhìn rất là hấp dẫn, giống như là xúc xích. Món xúc xích mình Huyên sẽ chia sẻ sau đến cho anh chị em và các bạn nha. Rồi bây giờ và được rồi, mình sẽ vớt ra. Và mình Huyên sẽ để qua cho anh chị em và các bạn thấy thành quả của mình. Ngon chưa? Màu rất là đẹp. Rất ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cắt một cái ra thử bên trong nha, xem thế nào. Dồi của mình vừa làm xong, để lại gần cho dễ nhìn thấy. Thơm ơi là thơm luôn. Đây, dồi xả của mình. Thơm ngon.